Hello, trong video hôm nay Lu sẽ dẫn các bạn đi ăn chả cá tự chọn chỉ từ 8.000 một lạng. Quán chả cá Phương có 3 loại giá khác nhau. Chả cá thường thì 10.000 một lạng, chả cá ngon thì 15.000 một lạng, khổ qua cà ớt thì 8.000 một lạng. Chả cá ở đây thì đa dạng lắm, Lu đếm đâu đó thì khoảng hơn 10 loại khác nhau. Có chả cá trứng cút, bắp non, đậu đũa, khổ qua, vân vân. Một điểm cộng là chả cá tại quán ăn không có bị bột, có độ dai vừa phải, ăn kèm với nước chấm được pha chế theo công thức riêng nữa, làm tăng thêm vị ngon và kích thích hơn. Lưu ý là mấy bạn nào mà không ăn cay á thì nhớ dọn quán nha, vì nước chấm ở đây rất là cay luôn. Một điểm trừ đó là quán chỉ bán mang về, không có chỗ ngồi đâu ha. À, mách nhỏ cho mọi người một cái, có đến mua nhớ cầm điện thoại cẩn thận nha. Và đây là bánh mì chả cá Phương, địa chỉ là 119 xuyệt 4A đường Bà Hôm, quận 6. Quán sẽ bán cả ngày cho nên ghé lúc nào cũng được. Cảm ơn mọi người đã xem video.